Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong video ngày hôm nay. Mình là Duy, còn đây là Tân. Video ngày hôm nay cũng là video đầu tiên trong series Hỏi gì đáp nấy, nhằm mục đích là để trả lời những cái câu hỏi mà mình hay nhận được nhất. Những câu hỏi mà các bạn đặt ra thì nó trên rất là nhiều lĩnh vực. Và hôm nay thì bọn mình đã chọn ra một lĩnh vực mà các bạn có rất là quan tâm. Đó chính là những vấn đề mà bạn thường gặp khi sử dụng tai nghe không dây. Và để không đợi các bạn đợi lâu thì mình với anh Duy sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Rồi, câu hỏi đầu tiên mà mình muốn giải đáp ở trong series lần này đó là một câu hỏi về chiếc tai nghe không dây JBL T110BT. Thì câu hỏi của bạn là mình mới mua chiếc tai nghe Bluetooth T110BT, khi kết nối thử tại shop thì thấy bình thường, nhưng khi về nhà muốn kết nối với điện thoại khác thì lại không được. Thì câu hỏi này mình sẽ nhờ bạn Tân giải đáp thắc mắc cho bạn này ha. Rồi. Thật ra vấn đề này cũng khá là đơn giản. Để cho các bạn có thể kết nối vào một chiếc máy khác thì các bạn phải để nó vào chế độ Bearing Mode. Để vào Bearing Mode thì các bạn phải ấn giữ nút nguồn trên tai nghe cho đến khi nào đèn xanh dương chớp lên là được. Lúc đó các bạn có thể vào một Bluetooth và kết nối bình thường. Và bạn giới thiệu cho mình mượn một tai nghe ha. Đây là con tai nghe T110BT mà bạn đó hỏi. Thì để cho kết nối được thì mình sẽ làm mẫu cho các bạn coi thử. Đầu tiên mình ấn giữ nút nguồn. Bạn ấn giữ tiếp cho đến khi nào mà đèn xanh dương chớp lên. Đó. Rồi, khi mà nó đi chớp xanh như vậy có nghĩa là nó đang ở chế độ Bearing Mode và các bạn có thể vào một Bluetooth để kết nối bình thường. Rồi, ok, như vậy là câu hỏi đầu tiên đã xong rồi ha. Cũng khá là đơn giản đó các bạn. Thường thì tất cả những loại tai nghe Bluetooth thì các bạn đều kết nối lại đều bằng cách là giữ nút nguồn để cho nó chuyển sang chế độ Bearing là ok. Rồi, tiếp theo tới cái câu hỏi thứ hai. Mình định mua một chiếc tai nghe Bluetooth nhưng mà mình thắc mắc là liệu tai nghe Bluetooth thì có micro đi kèm hay không? Rồi, câu hỏi này thì mình có thể giải đáp nhanh cho các bạn luôn ha. Thì trên thị trường hiện nay á, đa phần tất cả các loại tai nghe Bluetooth thì đều có tích hợp mic hết. Thì cái mic của nó, một là sẽ được tích hợp ở trên cái dây, hai á, là sẽ được tích hợp ở trên cái củ tai luôn. Và ở đây thì mình cũng sẽ mượn lại một cái tai nghe có dây đi ha, và một cái con tai nghe full size đi, tai nghe over ear đi. Thì đây là hai cái loại tai nghe phổ biến nhất trên thị trường tai nghe Bluetooth hiện tại. Thì với những cái loại tai nghe mà có dây như thế này á, thì thường mic nó sẽ nằm ở trên cái cụm điều khiển volume luôn các bạn. Đây, nó sẽ nằm ở trên cái cụm điều khiển volume của chúng ta luôn. Mic thì thường nó sẽ nằm ở cái mặt sau, các bạn để ý có một cái lỗ, đó chính là cái lỗ mic. Đó, để tránh cái trường hợp khi các bạn nói chuyện các bạn bịt cái lỗ này lại thì sẽ không có nghe được tiếng nha. Còn trên những loại tai nghe mà chụp tai á, những loại tai nghe chụp tai thì mic thường sẽ được tích hợp ở phía bên củ tai của cái tai nghe này. Thường nó sẽ đục những cái lỗ nhỏ như thế này. Tùy mỗi loại tai nghe thì có một cái thiết kế khác nhau, nhưng mà cái mic nó sẽ hay nằm ở phần mặt trước để nó thu cái tiếng chúng ta vào. Rồi, như vậy là xong câu hỏi thứ hai ha. Rồi, câu hỏi thứ ba của ngày hôm nay ha, là mình thắc mắc là chất lượng tai nghe có ảnh hưởng bởi nguồn phát như là điện thoại, máy nghe nhạc giống như là tai nghe có dây hay không. Thì câu hỏi này mình sẽ nhờ Tân giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Chào các bạn, thì câu này ý này thì thật ra là cũng nhiều người hỏi, mà câu trả lời của mình là có. Bởi vì mỗi tai nghe nó đều sẽ có một cái bộ cột Bluetooth, người ta thường gọi là bộ thuật toán mã hóa và giải mã khác nhau. Nếu mà tai nghe cũng như nguồn phát có chung một cái bộ mã hóa và giải mã chất lượng cao như là LDAP hoặc là ABTX, thì khi các bạn kết nối với nhau á, nó sẽ cho chất lượng cao hơn thông thường. Nhưng mà các bạn lưu ý, để điều kiện này được thỏa mãn thì phải là nguồn phát và tai nghe cùng hỗ trợ một chuẩn thuật toán. Chứ nếu như một cái là hỗ trợ chuẩn này, một cái hỗ trợ chuẩn kia thì nó sẽ không được áp dụng, và lúc đó thì chất lượng nó sẽ không thay đổi. Câu hỏi số 5 thì cũng là một câu hỏi rất là thường gặp, tức là thì thời lượng pin của những chiếc tai nghe Bluetooth thông thường là khoảng bao nhiêu? Thì câu hỏi này nó khá là rộng và bọn mình sẽ lấy ra một số tai nghe để mình demo thử cho các bạn. Về vấn đề này á, thì những cái loại tai nghe khác nhau nó sẽ dùng những thời lượng pin khác nhau. Thì như mình đang cầm, đây là những tai nghe mà Bluetooth thông thường nhất. Loại nhất tai này thì sẽ có thời lượng pin trung bình khoảng từ 6 cho tới 8 tiếng. Tiếp theo là loại tai nghe nhất tai mà loại dòng cổ. Loại này thì nó khá là đặc biệt, một số loại tai nghe dòng cổ có khả năng chống ồn thì thời lượng pin nó sẽ kém hơn, nó nằm ở khoảng cỡ 7 tiếng rưỡi cho tới 8 tiếng. Còn nếu như không có tính năng đó thì thời lượng pin của nó sẽ ở khá cao, dao động ở khoảng cỡ chừng 16 tiếng cho tới khoảng 10 tiếng, nói chung là trong tầm đó. Tiếp theo là một trong những loại tai nghe mà rất là nhiều người đang ưa thích và cũng như người sử dụng, đó là tai nghe True Wireless. Loại tai nghe True Wireless này thì có đặc điểm mà thời lượng pin nó sẽ ít hơn, thông thường là khoảng từ 3 cho tới 5 tiếng mà thôi. Tuy nhiên nó lại có được một đặc điểm, đó là có hộp chiếc hộp sạc đi kèm. Hộp này thông thường sẽ cung cấp thêm hai đằng sạc cho mình, nên tổng cộng có thể thời lượng sử dụng tổng hợp của bạn có lên được khoảng tới 15 tiếng cho tới 20 tiếng.
Và cuối cùng, đây là một trong những con mà trâu nhất, đó chính là tai nghe mà full size, tai nghe trùm đầu loại bự. Loại này thì sẽ hơi lượng pin cao nhất tầm khoảng từ 20 tiếng cho tới 30 tiếng, tùy vào các bạn có bật tính năng lọc ồn hay không. Và các bạn lưu ý thì hơi lượng pin đó chỉ ở mức là trong những điều kiện bạn sử dụng bình thường, như với những mức âm lượng bình thường mà thôi. Nếu mà bạn bật những mức âm lượng mà cao hơn á thì nó sẽ hơi lượng pin sẽ bị giảm xuống. Ok, thì mình sẽ bổ sung thêm cái ý của bạn Tân một chút ha. Đó là thường các nhà sản xuất mà khi thiết kế ra cái tai nghe á thì người ta sẽ chỉ test cái mức âm lượng cái mức thời lượng pin của tai nghe ở mức âm lượng khoảng tầm 50-60% mà thôi, đa phần các hãng đều vậy. Khi các bạn sử dụng thực tế, nếu như các bạn sử dụng ở trong cái môi trường như vậy, tức là các bạn mở nhạc ổn định và không có sử dụng những cái chức năng gì khác ngoài cái chức năng nghe nhạc, thì cái thời lượng pin nó sẽ đúng như là công bố. Tuy nhiên á, nếu như các bạn mà nghe ở những mức âm lượng lớn hơn từ 80-90 hoặc là maximum liên tục á, thì thời lượng pin có thể là nó sẽ không được giống như là nhà sản xuất công bố, mà nghĩa là thời lượng pin sử dụng thực tế khi đó nó sẽ bị giảm xuống một phần. Vừa rồi là cũng là một câu hỏi khá là được nhiều bạn quan tâm, đó là thời lượng pin. Thì để mà biết chính xác thời lượng pin của cái tai nghe của mình á, thì các bạn có thể lên trang chủ của nhà sản xuất và coi đúng cái mẫu tai nghe đó, thì thường là nhà sản xuất sẽ đề cái thời lượng pin trung bình của cái tai nghe đó cho các bạn dễ theo dõi. Qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 6. Cái câu hỏi này cũng là một câu hỏi mà mình nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các bạn, bởi vì hiện tại thì những thể loại game mobile nó đang rất là lên ngôi. Mình thấy là bình thường ra quán cà phê thì gần như là nguyên một quán cà phê luôn, rất là nhiều những bạn đang sử dụng những chiếc smartphone để chơi những cái thể loại game như là PUBG Mobile hay là Liên Quân Mobile. Thì cái câu hỏi mà mình thường xuyên nhận được nhất đó chính là việc dùng tai nghe không dây chơi game thì có bị delay hay không. Đây là một câu hỏi rất là hay, bởi vì với những game mà yêu cầu cái độ chính xác âm thanh cao và cái độ delay thấp giống như những cái thể loại game bắn súng như là PUBG Mobile á, thì cái vấn đề này nó rất là quan trọng. Thì ở đây thì mình sẽ trả lời cho các bạn một cách nó kỹ hơn một chút để cho các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một cái chiếc tai nghe thích hợp. Về độ trễ của các cái loại tai nghe hiện tại á, thì các bạn lưu ý là tất cả những cái loại tai nghe Bluetooth hiện nay trên thị trường á thì đều có độ trễ hết. Khi mà đang kết nối Bluetooth thì nó sẽ có độ trễ. Tuy nhiên á, là độ trễ ít hay nhiều thì nó sẽ còn phụ thuộc vào chuẩn kết nối Bluetooth và chuẩn nén tín hiệu của cái tai nghe đó. Và dĩ nhiên á, là như bạn Tân đã có trả lời ở phần trước rồi, đó là ngoài ra những cái thiết bị mà kết nối như là smartphone hay là máy tính bảng hay là PC laptop của các bạn á, thì cũng phải hỗ trợ cái chuẩn nén tín hiệu tương đương để đảm bảo là độ trễ nó thấp nhất có thể. Thì hiện tại á, đối với những bạn có nhu cầu sử dụng tai nghe không dây chơi game, tai nghe Bluetooth chơi game, thì mình khuyên các bạn là nên tìm những loại tai nghe Bluetooth 5.0. Thì khi những cái loại tai nghe sử dụng cái Bluetooth 5.0 này á, thì nó sẽ hỗ trợ những cái codec, tức là những cái chuẩn nén tín hiệu nó rất là tiên tiến hiện nay, giống như là Aptix HD hoặc là Aptix LL. Và để tối ưu nhất dành cho những bạn chơi game, thì mình khuyên các bạn là nên tìm những chiếc tai nghe có hỗ trợ codec Aptix LL, tức là Aptix Low Latency. Dịch ra tiếng Việt á, đó là chuẩn nén Aptix độ trễ cực thấp. Thì với những cái tai nghe mà hỗ trợ cái codec này á, thì khi các bạn chơi game là cái độ trễ gần như là không có luôn. Mặc dù nó có nhưng mà chúng ta rất là khó nhận ra. Và cũng như mình đã nói ở trước, đó là các bạn phải lưu ý là cái thiết bị của bạn nha, cái smartphone của bạn phải hỗ trợ cái chuẩn nén Aptix LL này để nó tương thích với cái tai nghe. Nếu như mà cái thiết bị kết nối của bạn mà không hỗ trợ cái chuẩn này á, thì tự động nó sẽ sử dụng cái chuẩn Bluetooth, cái chuẩn nén chất lượng thấp hơn và độ trễ nó sẽ cao hơn. Rồi tới câu hỏi tiếp theo á, là mình thấy tai nghe True Wireless có hai bên tai, nhưng mà vì tính chất công việc thì mình chỉ đeo được một bên tai mà thôi. Vậy loại tai nghe True Wireless này có đáp ứng được nhu cầu hay không? Câu trả lời của mình là có, bởi vì thông thường những tai nghe True Wireless bây giờ á, loại trừ AirPods ra nha các bạn, những tai nghe True Wireless bây giờ thường sẽ có một tai nghe chính và một tai nghe phụ. Tai nghe chính sẽ có trách nhiệm kết nối với điện thoại và phát sóng cho tai nghe phụ. Vì vậy nếu mà các bạn muốn sử dụng một tai thì các bạn phải lấy tai nghe chính ra và sử dụng. Thì lúc này á, chức năng của nó hoàn toàn giống y hệt, nhưng mà bạn sử dụng hai tai nó không có mắc gì hết. Ví dụ ở đây, mình có một con á, ví dụ giờ con Bose Soundspot 3 nè, nó sẽ có là hai cái tai nghe, và ở đây tai nghe chính là tai nghe nào, đó là tai nghe ở bên phải, micro hay gì á là đều ở trên tai nghe phải hết. Và bạn lấy ra tai nghe phải bạn sử dụng hay bạn sử dụng được full chức năng, nói chuyện các kiểu là đều bình thường hết. Rồi xin mời anh chị tới câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo cũng là một cái câu hỏi mà trong quá trình làm việc mình cũng gặp khá là nhiều. Thì cái câu hỏi này là cái câu hỏi về cái vấn đề mất tai nghe trong quá trình sử dụng nha các bạn. Ở đây mình câu hỏi này là câu hỏi cụ thể liên quan tới con Bose Soundspot 3 luôn nha. Đó là mình mua một tai nghe Bose Soundspot 3 và làm mất một củ tai do làm rớt, vậy có được bảo hành hay không? Nghĩa là các bạn trong quá trình sử dụng á, mình có để đánh rơi hay đi đường hay là xe đẫm bể mất một cái rồi, nhưng còn có một cái hộp và một cái tai thôi như này, thì có được bảo hành hay không? Thì ở đây mình sẽ trả lời luôn. Đó là cái trường hợp mà các bạn sử dụng và để là mất một bên á,
thì cái này đó là trường hợp được xếp vào là lỗi người sử dụng và nó sẽ không nằm ở trong trong cái trường hợp được bảo hành quy định trong chính sách của hãng nha các bạn. Tuy nhiên á thì nhà phân phối Bose tại Việt Nam vẫn hỗ trợ cho các bạn, tức là không hoàn toàn bỏ rơi các bạn trong trường hợp này mà vẫn sẽ hỗ trợ cho các bạn, nghĩa là các bạn chỉ cần mang hộp giấy của sản phẩm nè, phiếu bảo hành khi các bạn mua hàng và cái hộp sạc và cái tai nghe còn lại của các bạn á, bạn mang tới đại lý mua hàng hoặc là mang trực tiếp lên trung tâm bảo hành của Bose Việt Nam, thì trung tâm bảo hành của Bose tại Việt Nam sẽ hỗ trợ cho các bạn mua một con mới, tức là sẽ thu lại cái con này các bạn, thu lại cái con bị mất một bên của bạn á, và sẽ hỗ trợ bán lại các bạn một con mới với cái giá bằng 75% giá niêm yết. Và cái con tai nghe mà các bạn vừa mới mua mới lại á thì sẽ được bảo hành mới hoàn toàn luôn nha, chứ không phải là bảo hành theo cái thời gian bảo hành cũ của các bạn, nên các bạn yên tâm giống như các bạn mua một cái tai nghe mới thôi. Vừa rồi là những thắc mắc mà bọn mình nhận được nhiều nhất từ các bạn. Thật ra thì các bạn hỏi rất là nhiều, nhưng mà do thời lượng của video có hạn nên bọn mình chỉ có thể lựa những câu hỏi như thế này thôi. Và tới đây thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video lần này. Nếu như các bạn còn có bất cứ thắc mắc gì thì đừng ngại ngần, hãy đặt câu hỏi ở ngay cái phía dưới phần bình luận ở bên dưới luôn, và mình sẽ trả lời cũng ở ngay trong phần bình luận đó luôn. Còn với những cái câu hỏi mà nhiều bạn thắc mắc thì mình sẽ tổng hợp lại và trả lời cho các bạn trong những cái số video tiếp theo. Và nếu như các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên cho mình và Tân một like nhé. Ơi đừng có quên subscribe nữa nha. À quên, rồi. Nhớ subscribe nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo.